Xin chào anh em, thưa anh em, video này mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách lắp ben ti nghiêng trên máy kéo John Deere. Và đây là chiếc John Deere 5045 của bạn Hùng ở Yên Lâm, Yên Định, Thanh Hóa. Và đây là ben ti nghiêng sau khi mà mình đã lắp xong. Đây ạ, ben ti nghiêng có van chống tụt nhé. Thì lắp cái ben này thì rất là dễ thôi. Đường nhớt nó đã có sẵn, đây, đường nhớt nó đã có sẵn, chờ sẵn trên cái máy rồi. Thì tùy anh em, có đây nó đã có một cái cút lắp nhanh, nhưng mà anh em mà không muốn lắp cút lắp nhanh trên cái ben này thì chúng ta có thể có một cái co trên website kỹ thuật máy đã chế sẵn hàng sẵn rồi, anh em có thể vào website kỹ thuật máy để đặt cái co đánh được. Còn đây, nếu anh em nào mà cần cái cút lắp nhanh cho máy kéo John Deere đầu đực, vì là trên máy kéo John Deere là đã có cái đầu cái này rồi, có đầu cái này chờ sẵn rồi nha, nhưng mà chỉ thiếu đầu đực thôi, thì hãy vào website kỹ thuật máy .vn cũng có cái đầu đực này luôn, có cái đầu đực này luôn, để anh em có thể cắm dây dio vào. Cắm dây dio vào thì rất là đơn giản, là cái co cút đây, cái co đây cùng với cái co này luôn ở trên website kỹ thuật máy .vn đó. Và anh em chỉ cần đấy vào, cắm vào đây thôi, đây ạ. Đó, như thế này là chúng ta dùng được, lấy được thủy lực luôn, không phải vặn gen rỗ làm gì cả, nếu anh em nào có điều kiện nhé. Để nối vào dây tiêu và nối vào hệ thống ben ti nghiêng. Bởi vì sao mà làm thế này? Thứ nhất ấy, là cái co này nó sẽ thưa anh em, là cái co mà chúng ta chỉ vặn không ấy thì nó sẽ ổn định hơn. Và đối với ben ti nghiêng thì chúng ta không cần phải tháo lắp nhanh, nên chúng ta cất cái dụng cụ tháo lắp nhanh, cái cút nối tháo lắp nhanh thì chúng ta giữ lại. Còn chúng ta chỉ cần bắt cái co sắt vào cái dây dio là được, cho nó kín tuyệt đối. Và chúng ta sử dụng bằng cái ben ti nghiêng thì gần như là không phải lắp, nên là không dùng cái đấy. Thế thì đó là những cái cách mà lắp cái ben ti nghiêng. Thế thì có một vài lưu ý cho anh em thế này. Trên máy kéo John Deere thì nó có sẵn hệ thống tay điều khiển và van rồi. Chúng ta chỉ cần lắp co, lắp cút và lắp cái dây dio sao cho nó hợp lý và nó đi vào được cái ben ti nghiêng thôi. Và ben ti nghiêng thì phải lưu ý là phải có van chống tụt. Chống tụt để làm gì? Để nó đỡ bị, để tắt máy này, nó đỡ bị nghiêng. Và nó ổn định như là một cái thanh thước gen ấy, thì đó mới là đúng. Còn nhiều anh em làm lắp cái ben ti nghiêng lại, cái ben không, cái ti không, không có van chống tụt, thì cứ để lâu nó lại tụt xuống tí, để lâu tụt xuống tí. Bởi vì sao nó vậy? Bởi vì trong hệ thống van không làm chống tụt, mà chống tụt nó phải đi theo xi lanh thì mới là đúng. Và đây mình sẽ nổ máy lên thử cho anh em xem. Trên máy rồi nhá. Rất là khỏe luôn. Rồi, ok. Và thưa anh em, đó là cái hệ thống ben ti nghiêng trên lắp thêm trên máy kéo John Deere 5045. Và rất là đơn giản, anh em thấy là trên máy kéo nó đã có tay chờ sẵn rồi, và chỉ cần lắp ben, lắp dây tiêu 2 dây vào ra, thế là xong. Và chúc anh em lắp được những cái hệ thống thủy lực, cũng như là chế được những thêm những thứ mà nó tạo ra cái công năng nhiều hơn cho cái máy kéo, để cái máy kéo của chúng ta làm việc được hiệu quả hơn. Và chúc anh em người khỏe,
máy khỏe, làm việc vui vẻ và đạt năng suất cao. Xin chào và hẹn gặp lại vào các video tiếp theo.